Sáng nay ngày 21 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre làm trưởng đoàn, đã đến chúc thọ tặng quà người tròn 100 tuổi tại xã Tân Phú, Quế Thành và An Khánh, huyện Châu Thành nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Nhằm động viên khích lệ tinh thần người cao tuổi sống lâu, sống vui, sống khỏe và trao thiếp mừng thọ quà tặng của Chủ tịch nước đến người tròn 100 tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Đoàn đã tổ chức thăm chúc thọ tặng quà cho 5 cụ tròn 100 tuổi, đó là cụ Hồ Văn In, ấp Tân Tây, cụ Phạm Văn Đựng, ấp Tân Bắc, cụ Nguyễn Thị Kính, ấp Phú Luông, xã Tân Phú, cụ Võ Thị Nhuận, ấp Phú Phong, xã Quế Thành, cụ Phan Thị Sao, ấp Phước Thạnh, xã An Khánh. Các cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao thiệp mừng thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt. Tại các gia đình, đoàn đã ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, chúc các cụ nhiều sức khỏe, sống vui vẻ bên con cháu, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần thật ấm áp.